Chào các bạn. Bài tập tiếp theo trong phần lập trình hướng đối tượng, chúng ta sẽ tiếp tục màn hình vẽ các đối tượng hình học. Thì quan sát các bạn thấy chúng ta có các cái đối tượng hình học như là hình tròn, hình chữ nhật. Thì ở phần này chúng ta sẽ thực hiện vẽ các cái đối tượng này lên trên một cái panel, một cái vùng chứa. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái loại hình, đó là hình tròn thì chúng ta cung cấp thông tin về bán kính. Còn hình chữ nhật sẽ là chiều dài và chiều rộng. Sau đó chúng ta đi vẽ hình tròn và hình chữ nhật tùy theo cái loại hình mà chúng ta chọn ở đây. Thì sau đây chúng ta sẽ đi qua cái phần phân tích yêu cầu của đề bài. Thông tin nhập thì chúng ta sẽ nhập vào những cái thông tin cần thiết của những cái loại hình cần vẽ. Sau đó ta đi xử lý vẽ các đối tượng hình học mà theo các cái thông tin mà chúng ta truyền vào, chúng ta sử dụng các cái lớp đối tượng. Thông tin xuất chính là hình vẽ của các đối tượng đó. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ bước sang phần hướng dẫn giải. Đầu tiên, khi chúng ta tạo lớp hình chữ nhật thì các bạn sẽ tạo ra các cái thông tin. Thì trước đây chúng ta đã có cái lớp hình chữ nhật rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bổ sung các cái thông tin về thể hiện những cái hình vẽ, về vị trí, về màu sắc, vân vân. Và chúng ta bổ sung thêm cái phương thức vẽ cho cái hình. Còn đối với hình tròn cũng tương tự. Chúng ta ngoài những thông tin đã có, chúng ta bổ sung thêm những cái phương thức vẽ. Sau đây chúng ta sẽ bước sang phần bài giải cụ thể của chương trình. Đầu tiên là lớp hình chữ nhật thì các bạn thấy ngoài hai cái thông tin biến thành viên là chiều dài và chiều rộng trước đây chúng ta đã xây dựng, thì bây giờ chúng ta thêm hai biến thành viên nữa để thể hiện đối tượng, đó là màu sắc và vị trí. Thì mặc định ở đây chúng ta cho màu sắc là màu xanh chẳng hạn, vị trí có kiểu point và màu sắc thì kiểu màu là color. Sau đó ta đi bổ sung các cái thuộc tính tương ứng với màu sắc và vị trí. Trong phần khởi tạo thì trước đây chúng ta đã có cái phần là khởi tạo chiều dài và chiều rộng. Thì ở phần này chúng ta bổ sung thêm phương thức khởi tạo là chiều dài, chiều rộng và thêm cái vị trí nữa. Các phương thức trước đây chúng ta đã xây dựng đó là chu vi và diện tích của hình chữ nhật. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm cái phương thức vẽ. Khi cần vẽ thì các bạn truyền vào một cái panel có kiểu là vùng chứa. Sau đó chúng ta đi khai báo một cái vùng hình chữ nhật, bởi vì khi chúng ta vẽ một cái hình thì nó phải nằm trong một cái phạm vi hình chữ nhật. Thì chúng ta truyền vào các thông tin điểm đầu, điểm cuối. Hoặc là chúng ta có thể truyền vào vị trí cần thể hiện và chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật. Khai báo một bút vẽ để chúng ta có thể vẽ hình. Thì một bút vẽ nó cần màu sắc, và cái này là cái độ dày của nét vẽ. Thì các bạn cho bằng 1 thì cái nét nó mảnh, nó vừa. Sau đó chúng ta yêu cầu phương thức Create Graphic của panel, và chúng ta vẽ hình chữ nhật. Chúng ta sử dụng draw rectangle, chúng ta truyền vào một bút vẽ và chúng ta truyền vào cái khung hình chữ nhật. Thì đó là cái cách để chúng ta vẽ một cái hình. Còn đối với hình tròn thì các bạn trước đây chúng ta đã khai báo cái hằng số pi, rồi những cái biến thành viên là bán kính. Thì bây giờ tương tự như là hình chữ nhật, các bạn cũng có màu sắc và vị trí. Thuộc tính thì chúng ta xây dựng thêm cái thuộc tính màu sắc và vị trí tương ứng. Khi khởi tạo thì chúng ta sẽ khởi tạo theo bán kính.
Rồi trong những cái phương thức đã có như là chu vi và diện tích thì chúng ta cũng bổ sung thêm cái phương thức là vẽ, thì cũng tương tự như là chúng ta vẽ hình chữ nhật, thì các bạn dùng cái phương thức là draw ellipse để chúng ta vẽ một cái hình tròn. Thì khi mà chúng ta vẽ thì các bạn truyền vào cái bút vẽ và truyền vào cái bán kính. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ xây dựng cái lớp này. Thì sau đây chúng ta sẽ đi sử dụng cái lớp. Thì các bạn chú ý trong cái vùng để vẽ thì các bạn sẽ tạo ra một cái vùng chứa có kiểu là panel. Bạn thấy chúng ta đang chọn cái panel. Rồi. Đây là một cái nút để chúng ta xóa dữ liệu trong cái vùng chứa. Các option cho chúng ta chọn loại hình để chúng ta vẽ. Nếu như chúng ta chọn hình tròn thì khi click chọn lên đây, chúng ta sẽ vẽ hình tròn. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật. Đầu tiên, khi mới mở form thì chúng ta sẽ yêu cầu panel nó xóa trắng cái vùng. Thì các bạn gọi create graphic clear và các bạn cho nó màu trắng. Đối với nút tạo hình tròn thì chúng ta sẽ khai báo và khởi tạo hình tròn. Rồi chúng ta xử lý tính chu vi và diện tích để xuất ra. Tương tự cho nút hình chữ nhật thì các bạn cũng lấy thông tin và khởi tạo hình chữ nhật. Rồi chúng ta xuất chu vi và diện tích ra màn hình. Còn nút xóa thì rất đơn giản, chúng ta sử dụng phương thức clear của Create Graphic trong panel và chúng ta truyền vào cái màu trắng. Lưu ý khi chúng ta xử lý lít chuột trên panel thì chúng ta sẽ đi kiểm tra nếu như mà cái radio button hình chữ nhật đang được chọn mà cái hình chữ nhật của chúng ta là no thin, thì các bạn lưu ý đây là cái hình chữ nhật mà chúng ta khai báo toàn cục. Đây là hình chữ nhật và hình tròn khai báo toàn cục để chúng ta có thể vẽ chỉ tạo một lần và chúng ta vẽ. Thì nếu hình chữ nhật là no thin thì chúng ta thông báo là chưa khởi tạo hình chữ nhật. Ngược lại thì chúng ta lấy cái vị trí từ điểm đích chuột, bạn lấy e.x.y và chúng ta gán vào vị trí. Sau đó ta yêu cầu hình chữ nhật vẽ và chúng ta truyền vào cái panel. Tương tự cho hình tròn cũng vậy. Sau đây chúng ta thực thi chương trình và các bạn quan sát. Đầu tiên với hình tròn, chúng ta nhấn tạo. Để vẽ được hình tròn, các bạn chọn vào option hình tròn. Sau đó chúng ta click chuột tại một vị trí nào đó trên panel thì chúng ta bắt đầu vẽ. Giả sử chúng ta vẽ nhiều lần thì mỗi lần click chuột thì nó sẽ vẽ ra cái hình chữ nhật, hình tròn tương ứng với cái thông tin hình mà chúng ta đã tạo. Thì đó là hình tròn. Bây giờ với hình chữ nhật thì chúng ta tạo. Sau đó các bạn muốn vẽ hình chữ nhật thì chúng ta sẽ xóa và chúng ta vẽ hình chữ nhật như thế này. Hoặc là các bạn muốn phối hợp giữa hình chữ nhật và hình tròn thì chúng ta có thể chuyển đổi qua lại. Thì đó là cái cách để chúng ta thực hiện cái chương trình này. Như vậy là ở bài này chúng ta làm quen cũng là các đối tượng hình học, nhưng mà chúng ta có thể vẽ được cái đối tượng lên trên một cái vùng chứa là panel. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.